các quý công an ở Đồng Tháp hy sinh khi truy bắt nghi phạm trộm cắp khai trừ đảng cựu chủ tịch thành phố Hà Long Phạm Hồng Hà tổ chức trọng thể tang lễ cho ba chiến sĩ công an nhân dân hy sinh công an tìm xe có camera ghi hình ảnh luật sư bị chém tử vong ở Thủ Đức bị tố ngó lơ người khuyết tật công ty xe buýt ở Nghệ An giải trình Xin chào quý vị quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ việc về ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh khi đang chữa cháy vẫn chưa ngồi ngoài thì mới đây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lại xảy ra một việc đau lòng không kém. Theo đó, một đại úy công an ở Đồng Tháp đã hy sinh khi truy bắt nghi phạm trộm cắp. Ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, hình sự và môi trường Công an huyện Lấp Vò, hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 4 tháng 8, tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nhà đội tin báo của quân chúng nhân dân phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Công an huyện Lấp Vò phân công 4 cán bộ công an huyện tiến hành truy bắt. Trong quá trình truy bắt, Đại úy Hồ Tấn Dương, sinh năm 1986, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, công an huyện Lấp Vò và Trung úy Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1993, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, công an huyện Lấp Vò, đi trên hai xe mô tô, ra tín hiệu yêu cầu hai đối tượng dừng xe. Nhưng các đối tượng không chấp hành, dùng chân đạp vào xe mô tô do Trung úy Danh điều khiển. Việc này khiến xe của cả Trung úy Danh và Đại úy Dương đổ xuống đường. Đại úy Hồ Tấn Dương bị thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu. Trung úy Nguyễn Thanh Danh bị thương đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Lấp Vò. Ba giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khám nghiệm, thực hiện điều tra để làm rõ sự việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình đồng chí Hồ Tấn Dương, tổ chức tăng lễ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đồng chí Hồ Tấn Dương. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp, sự hy sinh của Đại úy Hồ Tấn Dương để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn cho gia đình, người thân, cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung. Liên quan đến vụ luật sư bị chém tử vong ở Thủ Đức, Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các tài xế, chủ xe có camera hành trình ghi nhận hình ảnh quan trọng lúc luật sư bị chém hay đến cơ quan chức năng trình báo. Như đã thông tin, chiều ngày 31 tháng 7, luật sư Trịnh Văn Hoan, 41 tuổi, quê Tiền Giang, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Y miền Đông ở thành phố Thủ Đức trong tình trạng thương tích nặng, hôn mê. Trong đêm, ông Hoan được chuyển đến bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Tại đây, các y bác sĩ nỗ lực điều trị, nhưng đến dạng ngày 3 tháng 8, ông Hoan đã tử vong. Được biết, ông Hoan là cựu đại úy công an, từng công tác tại công an phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi xin nghỉ, ông Hoan hành nghề luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, có văn phòng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, và cuộc điều tra vụ luật sư Hoan bị chém tử vong, công an xác định vụ việc diễn ra từ 18 giờ 10 đến 18 giờ 25 chiều ngày 31 tháng 7 tại khu vực gần dạ cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Công an có ghi nhận tại hiện trường chỉ có xe gắn máy của ông Hoan và có vài dấu vết máu. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân di chuyển trên đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội đến dạ cầu Rạch Chiếc hoặc hướng ngược lại thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức và thời điểm trên. Nếu có chứng kiến vụ việc thì hãy trình báo. Công an cũng đề nghị các chủ xe, tài xế ô tô các loại mà trên xe có camera hành trình ghi lại vụ việc thì liên hệ trình báo ngay với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 0905 500 599 gặp điều tra viên Nguyễn Thế Hùng. Mới đây, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, cựu trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long ông Phạm Hồng Hà đã bị khai trừ ra khỏi đảng sau khi bị khởi tố, bắt giam cách đây gần 3 tháng. Về vi phạm của ông Hà là gì? Gây hậu quả nghiêm trọng ra sao? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, ông Phạm Hồng Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, làm trái quy định của nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư, bản thân và một số cán bộ, nhân viên thuộc quyền bị xử lý hình sự. Vi phạm của ông Phạm Hồng Hà đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, giảm sút uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác. Liên quan đến kỷ luật cán bộ, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh cũng ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Hùng Thắng và Lương Ái Phật, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên. Cả hai lãnh đạo trên trong thời gian giữa cương vị Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên, giai đoạn 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên ký một số quyết định cho thuê đất không đúng quy định. Vi phạm trên đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai, khó khăn trong khắc phục xử lý vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Trước đó, ngày 14 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà, 62 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiêm trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hà bị khởi tố liên quan sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 khi hợp thức hóa hồ sơ lập khống chứng từ để nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Nhóm cán bộ của công ty này được xác định có thông đồng với một số cán bộ thuộc Ban Quản lý Vịnh Hạ Long để được tạo điều kiện ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại Vịnh Hạ Long trái quy định. Việc khởi tố và bắt giam cựu chủ tịch thành phố Hạ Long là lời nhắc nhở có tính răn đe đối với tất cả cán bộ đảng viên trong việc chấp hành, tuân thủ theo pháp luật, đặc biệt là không lạm dụng chức quyền. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 8, lễ tang ba liệt sĩ công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện 198 Hà Nội. Đảng ủy công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân đối với ba liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy. Công an thành phố Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của ba liệt sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Trưởng ban tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tang lễ diễn ra từ 7 giờ 30 tới 9 giờ, sau đó di hài ba liệt sĩ sẽ được đưa qua nhà riêng rồi di chuyển đến nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Theo đó, thi hài ba liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198, Trần Bình, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Láng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, nhà tăng lễ quốc gia từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày tại nhà tăng lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của chủ tịch nước và quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công của thủ tướng chính phủ cho ba liệt sĩ sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu từ 17 giờ cùng ngày lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ nhà tăng lễ quốc gia đi đài hóa thần hoàn vũ văn điển thanh trì hà nội theo tuyến đường nhà tăng lễ quốc gia trần thánh tông lê thánh tông lý thường kiệt Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ và Nghĩa Trang Văn Điển. Trong các ngày mùng 6 tháng 8, mùng 7 tháng 8 và mùng 9 tháng 8, từ 6 giờ đến 12 giờ, ban tổ chức và gia đình tiếp nhận cho cốt ba liệt sĩ tại Nghĩa Trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thành phố Hà Nội, phường Tây Tiểu, quận Bắc Tử Liêm, thành phố Hà Nội, theo tuyến đường. Nghĩa Trang Văn Điển, Phan Trọng Tuệ, Cổ Bưu, Phùng Hưng, Trần Phú, Nguyễn Trái, Quốc Duy Tiến, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, cầu diễn, tây tiệu, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn clip người đàn ông khuyết tật bị ngó lơ, không bắt được xe buýt cho đến khi có sự hỗ trợ từ người dân. Sau khi nhận được thông tin, phía công ty Đông Bắc, đơn vị vận hành xe buýt ở Nghệ An đã có văn bản giải trình về sự việc gửi Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Chiều ngày 4 tháng 8, công ty Đông Bắc có văn bản giải trình người sở giao thông vận tải Nghệ An liên quan vụ một người đàn ông khuyết tật liên tiếp bị nhiều tài xế xe buýt của công ty này ngó lơ, gây bức xúc cộng đồng mạng hai ngày qua. Theo Tiền Phong, trong văn bản này, công ty Đông Bắc cho biết sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức mời các lái xe liên quan về văn phòng làm việc, đồng thời kiểm tra hình ảnh trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên xe. Qua đó xác định, khách hàng khuyết tật đứng đón xe tại khu vực thuộc địa phận xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cách vị trí điểm dừng xe buýt ít nhất khoảng 15 m Ngoài điểm dừng, đỗ đón trả khách theo quy định. Do khách hàng là người khuyết tật, cùng với đó, vị trí đón xe ở ngoài điểm dừng, đỗ đón trả khách theo quy định của luật giao thông đường bộ và không có người khác đi cùng hoặc vẫy đón xe hộ dẫn đến các nhân viên lái xe buýt đi qua đều không biết được nhu cầu của hành khách để dừng lại hỗ trợ đón khách lên xe. Văn bản giải trình nêu rõ, tại thời điểm khách hàng đón xe chỉ có một xe buýt biển kiểm soát 37B00236 đi qua. Tuy nhiên, do khách hàng đứng ở vị trí ngoài điểm đón, trả khách và không biết được nhu cầu từ phía khách hàng nên lái xe vẫn tiếp tục hành trình. Chỉ đến khi xe buýt kế tiếp đến và có sự hỗ trợ từ người dân, thì nhân viên lái xe mới biết được sự việc và dừng lại, hỗ trợ đón hành khách lên xe. Đồng thời, nhân viên bán vé đã hỗ trợ giá cước đi xe đối với khách hàng trên theo quy định, chính sách của công ty. Trong ngày 4 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đã có văn bản về việc chấn trình hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Ngoài đó sở giao thông vận tải nghệ an yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cho lực lượng lái xe phụ xe trong lời nói cử chỉ hành động đặc biệt là hỗ trợ cho hành khách là người khuyết tật người già và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật khi đi xe buýt đồng thời chỉ đạo lái xe cho xe xuất bến theo đúng biểu đồ và tần suất thực hiện dừng đón trả khách theo quy định tổ chức ký cam kết với lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Qua báo cáo giải trình của công ty xe buýt, có thể thấy trong quá trình hoạt động, tài xế xe buýt không vi phạm nguyên tắc. Tuy nhiên, hành khách lại là người khuyết tật sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bắt xe. Rất khó để xác định liệu tài xế có cố tình bỏ qua người khuyết tật hay không. Tuy nhiên qua câu chuyện này, chúng ta nên biết cách giúp đỡ người khuyết tật nhiều nhất có thể để họ hòa nhập với xã hội. Thưa quý vị, trước sự lây lan nhanh chóng của biến chủng phụ mới của Omicron, Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong 2 tuần qua, vượt xa so với cao điểm của các đợt dịch trước. Trước tình hình trên, chính phủ Nhật Bản đã phải thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Nhật Bản hôm 3 tháng 8 nhận thêm gần 250.000 ca nhiễm COVID-19 và 169 trường hợp tử vong, Ngày 4 tháng 8, nước này báo cáo 231.597 ca mắc mới và 157 người thiệt mạng vì COVID-19. Có tới 24 trong số 47 tỉnh thành ở Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép thêm 3 tỉnh áp dụng những biện pháp phòng dịch tăng cường. Các biện pháp tăng cường bao gồm việc kêu gọi người dân tiêm vaccine và làm việc từ xa, hoặc có thể đề nghị người cao tuổi và những người có bệnh nền tránh xa những địa điểm đông người. Bốn tổ chức nghiên cứu học thuật ở Nhật Bản đã ra tuyên bố khẩn cấp kêu gọi người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hạn chế đi khám ở các cơ sở y tế để tránh cho hệ thống y tế bị quá tải. Đến nay, tổng cộng trên 13,34 triệu người dân nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 32.976 bệnh nhân tử vong. Tại Nhật Bản, dịch COVID-19 đang có tốc độ lây lan nhanh chóng. Trong hai tuần qua, số ca nhiễm mới tại nước này chiếm đến 20% tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới và là mức cao nhất toàn cầu. Thời điểm này có thể chưa phải là đỉnh điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ bảy tại Nhật Bản. Dịch bệnh còn có thể tăng mạnh hơn trong thời gian tới khi hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian và nhiều hoạt động vui chơi sẽ được tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Obon vào giữa tháng 8. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng và lan rộng ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Mới đây, theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tính đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 901 ca sốt xuất, xuất huyết, tăng 658 ca so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao là Vĩnh Châu, 256 ca. Trần Đề 147 ca, Thành Trị 78 ca, Long Phú 72 ca. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có hai trường hợp tử vong do sốt xuất, xuất huyết tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu và xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tăng 1 ca so với năm 2021. Toàn tỉnh ghi nhận 441 ổ dịch, tăng 330 ổ dịch so với năm 2021. Cùng theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, dịch bệnh tay chân miệng toàn tỉnh cũng đang tăng cao

Đặc biệt nhóm trẻ dưới 3 tuổi là 1.040 ca, chiếm 76%. Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đang tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ. Chỉ đạo các trung tâm y tế quận, huyện tăng cường đưa cán tế, giám sát xử lý ổ dịch, điều tra côn trùng thường xuyên hàng tháng tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng bệnh bằng nhiều hình thức. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao phát triển mạnh kết hợp với danh áp thấp nên ngày và đêm ngày mùng 5 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày mùng 5 tháng 8 có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết và nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày và đêm ngày mùng 5 tháng 8 như sau: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, cho mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, do miền Bắc bước vào đỉnh điểm mưa lớn, nhiều nơi mưa rất to nên nguy cơ xảy ra ngập úng rất cao. Vì vậy, người dân nên chú ý tránh những tuyến đường ngập nhằm bảo vệ tài sản, phương tiện cá nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.